Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình có một cái buổi quay video hướng dẫn cho các bạn về cái cách tỉa một cái chùm hoa nho, tỉa cái chi hoa nho trước khi mà nó đậu quả. Thì đây, như các bạn thấy, thì đây là một cái chùm hoa mình đã tỉa rồi. Đây là nho sữa, hoa của nho sữa Hàn Quốc này. Mình đã tỉa và để lại ngần này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn một công việc và sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cách tỉa chi chùm hoa nho để cho cái chùm hoa này khi mà nó nở ra thì cái số lượng quả mà cái chùm hoa nó nuôi nó sẽ được khỏe và to hơn. Và cái khi mà thời gian mà khi mà mình đã nhúng nó xử lý được thành quả rồi thì cái công việc tỉa quả nó cũng rất là nhàn và cái mẫu mã cái chùm quả nó rất là đẹp và cũng đạt được cái trọng lượng mà mình mong muốn. Thì đây thì mình sẽ chuyển sang cái video mình quay bằng cái cam đằng sau để hướng dẫn cho các bạn chi tiết. Ở đây mình cũng xin giới thiệu cho các bạn, đây là cái chùm hoa nho khi mà mình đã tỉa xong. Như bạn đã thấy thì trên cái chùm hoa nho này nó rất là dài. Thì tính hiện nay thì nó đã hơn một gang tay của mình rồi. Đây các bạn thấy không? Nó đã dài hơn một gang tay của mình. Và đây, trên một chùm hoa nho này nó có rất cái nhiều chi như thế này. Rất nhiều chi thì mình đã loại bỏ hết và mình chỉ để nó khoảng tầm 13 cho đến 15 chi. Đến sau này khi mà mình hoa nó nở hết thì mình sẽ nhúng cái bông hoa này vào cái thuốc đậu quả và giãn chùm làm to quả và mất hạt, xử lý mất hạt. Thì cái chùm hoa này nó sẽ đậu quả được 100%. Hoặc là có thể là mình sẽ đợi cho nó rụng bớt một số quả. Nhưng mà cái giống nho mẫu đơn này, giống nho sữa Hàn Quốc này thì khả năng đậu quả của nó rất là tốt. Thì các bạn cũng nên là khi mà nhúng xong một cái lần đầu tiên thì sau ngày thứ 3 thì các bạn đã phải tỉa bớt những cái quả trên cái chùm này đi rồi. Thì sau 3 ngày thì quả nó sẽ to gấp đôi, gấp 3 so với cái quả mà khi mà nó đã rụng hết cái mũ hoa. Đấy, thì như bạn đã thấy thì đây, trên tay mình là cái bông hoa mình đã tỉa rồi. Thì các bạn sẽ cùng đếm với mình xem ở trên cái chùm này nó có tất cả bao nhiêu chi, mình đã để lại bao nhiêu chi. Và mình sẽ để lại nó như thế này, nó sẽ có cái mục đích như thế nào. Thì các bạn cùng xem nhé. Đây, cùng đếm mình này. Thì hiện tại đây là mình đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và đây là tầm 17 chi. 17 chi này khi mà nó đậu thành quả rồi, mình đã nhúng xử lý rồi. Sau 3 ngày thì mình sẽ tiến hành lại tiếp tục xử lý những xử lý những cái quả con này tiếp. Đấy, xử lý những cái quả con này và mình sẽ tỉa dần. Đó, thì như cái chùm này các bạn thấy, thì cái chùm này mình có thể tận dụng mình để lại nó thành 3 cái chi như thế này. Và cái cây của mình nó khỏe, cái cây nó khỏe thì nó có thể nó sẽ nuôi được 3 cái chùm này rất là to luôn. Đấy, như các bạn thấy đây, nó thành là 3 chùm. Mình sẽ cố tình mình để lại cái này thử nghiệm năm nay để xem nó có đủ và đạt được tiêu chuẩn mà mình mong muốn hay không. Thì như cái chùm này mình dự kiến là nó sẽ được 1,5 cân trên một cái chùm hoa này. Đấy, trên một chùm hoa ba này. Thì các bạn cùng theo dõi mình kỹ thuật bây giờ là cắt tỉa cái chi của cái bông hoa nho mẫu đơn này nó như thế nào nhá. Ở đây mình cũng đã tỉa sẵn một số bông hoa rồi. Đấy, như bạn thấy này. Đấy, mình cũng cố tình để như thế này. Đó, ở đây trên cái chi này các bạn thấy nó cũng chỉ rơi khoảng là trong tầm là 13 cho đến 15 chi thôi. Sau này mà nó đậu quả rồi, nó dài quá thì mình sẽ tỉa bớt. Và lưu ý cho các bạn, những cái cây nho năm đầu tiên này khi mà nó đậu quả thì các bạn nên là cắt được cái đít quả này đi. Thì khi sau này cái chùm quả mình nó tròn, nó đẹp hơn, nó chuông cái quả hơn. Là so với cái số lượng quả thế này là nó chỉ được một vài quả, nó sẽ nhọn cái đít chùm quả. Nên cái video sau khi mà nó đậu thành quả thì mình sẽ lưu ý cho các bạn sau. Đấy, như các bạn thấy đây thì những chùm hoa này nhìn thế này thôi nhưng mà nó cũng rất là dày đấy các bạn ạ. Mình cũng nên là vẫn phải tỉa bỏ bớt một số chi nữa. Như các bạn thấy này,
vẫn phần tỉa, tỉa phải bỏ, tỉa bỏ bớt để này nó dày quá đấy, các bạn thấy không đấy, như thế này thôi. Cái chụp này nó đếm này nó cũng có khoảng tầm là 10-15 chi rồi, khoảng tầm 3 xăng đây, như các bạn thấy này, trên cái kéo này, trên cái kéo kéo này đấy. Nó rơi từ tầm tầm cái mũi kéo cho đến giữa cái kéo nó khoảng tầm 3 xăng đấy, các bạn nên để lại như thế thôi. Đấy, chỗ này nó khoảng tầm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chi đấy. Thì cái chùm này nó sẽ đạt được tiêu chuẩn là 7 lạng đấy. Mình để 15 chi này thì sẽ đạt tiêu chuẩn là 7 lạng như mình dự kiến trên một chùm tiêu chuẩn, tiêu chuẩn một chùm hoa mẫu đơn nó. Thì tiếp tới một cái chùm hoa, bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý một cái chùm hoa này cho các bạn xem. Đấy, như cái chùm hoa này thì nó cũng đã giãn chi rồi, giãn chi rồi thì mình sẽ tiến hành xử lý. Đây, cái chùm hoa bên này đi, chùm hoa bên này, chùm hoa bên này các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Đó, thì mình sẽ tiến hành xử lý, cắt bỏ hết những cái chi này. Đấy, không tiếc các bạn ạ. Này, không phải tiếc đâu. Đây, các bạn thấy không? Những cái chi to như này mình cũng phải cắt bỏ đi hết. Đó, mình chỉ giữ lại một tí đầu vút này thôi. Đó, một tí đầu vút này thôi. Đó, các bạn nhìn mình cắt bỏ tiếp nhá. Những cái vết cắt này các bạn phải cắt chuẩn xác, không là sẽ cắt vào những chùm hoa của mình mất. Đó. Đây này. Cắt thì cái kéo của bạn, các bạn phải nghiêng cái mũi kéo đi này. Nghiêng cái mũi kéo đi này. Đấy. Cắt bên nào nghiêng bên đấy. Đó. Các bạn có thể xoay nhẹ cái chùm hoa của mình. Chừa lại khoảng tầm 3 cm thôi. Đây, khoảng tầm 3 cm. Đấy, 3 cm, khoảng tầm 3 cm để sau khi các bạn nhúng tỉa nó. Giai đoạn này nó cũng rất là quan trọng, khi mà các bạn tỉa được sớm như thế này thì cái số lượng bông hoa ở trên cái chùm cây nho nó sẽ nuôi, nó sẽ đỡ tốn dinh dưỡng. Và những cái chùm này nó là cái chùm thừa thì bắt buộc các bạn phải tỉa bỏ đi, thì để cho cái bông hoa mình nó đạt chất lượng, nó nở to và cái quả nó ra nó cũng sẽ to hơn. Đó, mình sẽ cắt bỏ hết, cắt bỏ càng sớm càng tốt. Khi mà chùm nó đã, mình đã thấy nó giãn đều ra như thế này rồi, giãn đều tất cả các chi thì tất cả. Và mình nghĩ là tất cả các giống nho khác thì cũng nên là áp dụng xử lý như thế này thì nó sẽ rất là ok. Và ok cho cái chùm quả trong vườn của mình. Đó, các bạn thấy. Cắt bỏ hết, chỉ để lại một tí này thôi này. Tí này, khoảng tầm 3 cm. Cái chùm này nó chưa giãn lắm. Thì chỗ này nó cũng giải ra nó khoảng tầm 3 cm. Đó, thì đây là cái công tác tỉa cái chùm hoa. Tỉa cái chùm hoa ở trong vườn mình. Để, đấy. Ví dụ như cái chùm này nó dài nó khỏe này, chùm này nó dài nó khỏe thì mình có thể mình lấy được hai cái chi, mình lấy tạo thành hai cái chùm và cái cành cây nó khỏe, cái chùm nó to. Các bạn thấy là mình bỏ rất nhiều cái bông hoa, các bạn thấy không, rất nhiều bông hoa, rất nhiều bông hoa trong chùm. Các bạn không được tiếc đâu, các bạn phải cắt bỏ như thế này. Nó cắt bỏ như thế, cắt bỏ như thế này chỉ lấy tí đầu vút này thôi. Sau này các bạn có thể khi mà cái này nó quả đã đậu nó giãn rồi, các bạn có thể cắt bỏ đi thì các bạn để chừa nó dài ra một tí cũng được, cho cái chùm mình cái mẫu mã nó đẹp hơn. Đó là cái cách tỉa chi đối với cây nho sữa Hàn Quốc. Đấy, đây khoảng tầm 3 cm. Như chùm này, chỗ này nó chỉ khoảng tầm 3 cm đây. Các bạn thấy không? Đây này, tầm 3 cm. Mình chỉ để lại tối thiểu như thế thôi. Đó, không nên để quá. Và một cái chi ở dưới mình cũng có thể tạo thành được một cái chùm nữa. Mình cũng phải tỉa bớt như thế. Đó, đây là cái công tác tỉa hoa. Hôm nay mình quay cái video này thì nó không được tiện cho lắm bởi vì cái điện thoại là mình đang cố định ở trên người. Đây một chùm nữa. Cắt bỏ hết.
Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé, để mình chia sẻ những cái video mới về cái kỹ thuật về cây nho nó được nhiều hơn. Các bạn xem đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình và đăng ký kênh. Đó. Vì cái cây nho này cái kỹ thuật của nó cũng khá là phức tạp ấy, thì các bạn ủng hộ giúp mình. Nó chỉ để thế này thôi, chỉ để thế này thôi, tầm 3 xăng. Này các bạn mới trồng nho mà nhìn thấy như thế này thì cũng rất là tiếc, xót ruột đấy. Nhưng mà thật sự là đấy, như bạn thấy thì đây, nho nó cũng hoa nó ra cũng rất là nhiều. Như thế này là được 1 chùm rồi này, 2 chùm, 3 chùm, 4 chùm, 5 chùm, 6, 7, 8, 9, 10. Và đến chỗ này đã 10 chùm rồi mà chỉ có khoảng tầm nửa mét thôi. Nửa mét nó đã được 10 chùm rồi. Thì các bạn đừng có tiếc. Cây nho mình như một cái cây nho của mình đây là nó đang ra. Cây nho mình nó đang ra khoảng một cây là nó khoảng được hơi 40 chùm. Đấy. Nếu bạn nhìn thấy thì nếu để hết thì nó cũng nuôi được thôi, nhưng cái quả nó sẽ rất là bé. Cho nên là các bạn bắt buộc các bạn phải tỉa, tỉa bỏ bớt cái chi đi. Không được tiếc, không được tiếc. Tỉa đi thì sau cái chùm quả mình nó sẽ rất là đẹp và to. Đó. Đây, chỗ này khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, 13 chi. 13 chi thì chụp này có thể là rơi khoảng tầm 5-6 lạng. Đó. Các bạn đừng có tiếc, đừng có tiếc. Bỏ đi, bỏ đi, càng sớm càng tốt. Như thế này nó đang giãn chi rồi thì mình có thể mình tỉa được rồi. Mình là Phạm Quang. Cái kênh, cái group chia sẻ kỹ thuật của mình là kỹ thuật trồng nho miền Bắc ở trên Facebook. Các bạn cũng có thể thông qua đó mà liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là 0382 411 689. Các bạn cũng có thể là liên hệ mình để bên mình có cung cấp tất cả các loại cây giống khi mà các bạn cần. Chỉ cần các bạn có hình ảnh thôi là mình có thể lấy được cái cây giống đấy về gửi đến tận tay cho các bạn. Thì cái kỹ thuật bên mình chuyển giao là hoàn toàn miễn phí. Các bạn tham khảo. Mọi cái video của mình thì cũng là trên cái mục đích là chia sẻ và giao lưu. Thì các bạn xem thì ủng hộ giúp mình để kênh phát triển hơn. Đó. Tất cả đều phải đấy. Đây là trên tay mình, đây là cái chùm hoa nho của trái tim này. Mình cũng phải tỉa như thế đấy. Cũng phải tỉa. Đây là chùm hoa nho trái tim. Chùm nó cũng rất là to. Trái tim thì nó vẫn là cùng dòng nhà của mẫu đơn. Đó. Dòng nhà mẫu đơn. Bắt buộc mình vẫn phải tỉa như vậy, chứ không thể lấy ấy được. Nhìn các bạn nhìn rất là xót đấy. Để cho cái chùm quả sau này của mình nó to, nó đẹp hơn. Những cái cành mà nó dài là mình có thể mình lấy được 2 chi. Hai chi trên chùm. Cây mình nó khỏe, đủ khả năng thì mỗi chùm này mình sẽ lấy tiêu chuẩn của nó là 500 gram. Đấy. 500 gram một chùm. Chùm này nó là chùm đôi. Tỉa này hoa ra cũng rất là nhiều này. Đấy. Hoa này phải bỏ thôi. Những bạn mà không tạo được những cái chùm hoa như này nhìn cũng rất là xót đấy, rất là xót ruột. Rất là xót ruột. Vì cái kỹ thuật cây nho nó cũng không phải là khó, nhưng mà
nắm được cái kỹ thuật nó cũng là cả một cái quá trình giai đoạn. Nếu cái người chuyển giao cho các bạn mà không tốt thì sẽ có thể là hỏng cả một cái vườn. Đây, ở bên mình là chuyển giao kỹ thuật miễn phí thì các bạn không lo. Đấy, về kỹ thuật cây nho này thì mình đảm bảo chuyển giao cho các bạn là từ lúc cây giống cho tới lúc mà ra quả là nhanh nhất như bên mình trồng đúng thời vụ thì nó không chỉ khoảng tầm là 6 cho đến 8 tháng là đã cho quả rồi. Cắt này rất là cẩn thận các bạn ạ. Cắt nhầm cái là mất ngay chùm hoa đấy. Nên để ngang cái kéo như này và ghì nó vào. Ghì cái kéo nó vào cái chùm hoa các bạn tỉa. Hoa tỉa mỏi tay luôn. Rất là nhiều hoa này. Chùm như thế này thôi. Đây là chùm hoa cũng là vẫn cây này là cây mẫu đơn, cây nho sữa. Đấy, như thế này thì cũng tỉa mỏi tay này, cũng không phải là bé đâu. Chùm này chùm hoa to đấy. Đấy, các bạn thấy không? Hoa của mình rất là nhiều và mình cũng phải bỏ rất là nhiều. Đấy. Không thể giữ được. Giữ thì cây nó nuôi nó mất sức thì đằng nào cũng phải tỉa bỏ đi. Những chùm hoa nó hàng nghìn quả này mình không thể giữ được. Cái tỷ lệ đậu quả của nho mẫu đơn này mà cũng khi mà nhúng cái chế phẩm của mình vào thì nó đậu quả cũng rất là tốt. Mà các bạn nhìn thấy không? Chỉ để lại một chùm ngắn như thế này thôi. Đấy. Để lại một chùm ngắn tí như thế này. Không quá tham lam mà để nhiều, để dài. Để dài thì cây nho của mình nó sẽ mất sức. Đó. Về tùy thuộc cái khả năng của cây nho của các bạn là nó khỏe hay nó yếu thì các bạn sẽ để một chùm hay hai chùm. Cây nho của mình chăm được, nó khỏe thì mình sẽ để lại một hai chùm trên một cành. Cái điều đấy là điều tất nhiên rồi, khi mà cây nho nó đủ dinh dưỡng thì các bạn có thể chăm được. Dinh dưỡng nó mà nó không đủ thì không thể chăm được hai chùm trên một cành đâu. Đây là cái tập video là xử lý chi nho. Rồi sau khi nhúng quả thì mình sẽ quay video khác. Xử lý nhúng quả và xử lý mỏng vỏ, lấy đậu quả, lấy mất hạt. Cây nho thì cũng trồng cây nho thì cũng phải có một cái quá trình và cũng phải yêu thích nó thì nó sẽ đem lại cái một cái hiệu quả giá trị kinh tế nó cũng rất là cao. Đó, bạn thấy không, hiệu quả kinh tế cao và nó cũng là một cái niềm đam mê. Cũng thông qua cái đam mê thì mình chia sẻ cái video này, cái kỹ thuật này tới tất cả mọi người. Mọi người ủng hộ cái video giúp mình. Những chi nào mà nó ra trước thì các bạn tỉa trước, chi nào ra sau thì các bạn sẽ tỉa sau. Vì sao mình không để lại hai cái tai? Vì mình cũng sẽ có một cái mục đích của nó. Khi mà các bạn để lại hai tai để các bạn đánh dấu, các bạn nhúng thì nó sẽ mất dinh dưỡng vào hai cái tai đó. Mình sẽ có cái cách riêng của mình để mình đánh dấu cái chùm hoa là đã nhúng là những lần như nào, và mình sẽ có cách đánh dấu riêng đó. Chùm hoa như này phải cắt tỉa bỏ hết này, không để được, chỉ để lại phần vút thôi.
thì lại để lại vậy. Tầm này tầm 3 xăng. Ban đầu nó giãn như là 3 xăng. Sau là nó rất là dài đấy, nhưng chùm như này nó dài hàng 2 gang liền thôi, chứ không phải là ngắn đâu. Bên mình có cung cấp cái chế phẩm thuốc nhúng xử lý quả. Các bạn ủng hộ thuốc thì có thể mua giúp mình nhé. Mình có loại là về các bạn tự pha hoặc là mình sẽ pha sẵn cho các bạn. Tỉa hết, tỉa được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm càng tốt cho cái chùm này nó lớn. Các bạn nhớ số điện thoại của mình nhé. Liên hệ mua cây giống và chuyển giao kỹ thuật miễn phí thì gặp mình, Phạm Quang, 0382 411 689. Chùm hoa thật là đẹp. Đây là những chùm hoa trái tim. Đây là chùm hoa trái tim. Chùm này nó chưa giãn chi mấy. Mình sẽ xử lý sau. Bỏ hết. Thì bỏ càng nhiều càng tốt. Để nhiều quá là cây mình nó yếu, nó nuôi nhiều hoa, gồng mình nó nuôi nhiều hoa. Đây của mình là nó hai cây, cây mẫu đơn và một cây mẫu đơn, cây nho sữa, và chạy sang bên này là một cây nho trái tim, cây nho Ritz Time Cut, nho sữa đỏ, gọi là cây nho sữa đỏ. Công việc tỉa chùm hoa. Đấy. Tỉa chùm hoa trước khi nhúng cũng rất là quan trọng, không thể thiếu được. Chùm hoa này nó to không? Đấy. Cũng phải tỉa bỏ hết. Cái đặc điểm của cái nho sữa Hàn Quốc này, cái nho mẫu đơn này, là cái chùm hoa ban đầu lúc nào nó cũng ưu tiên nó đi ra trước, nên là cái ngọn nó ra sau. Nếu mà mình để nó nhiều hoa quá là cái ngọn nó không phát triển được. Gồng mình nó nuôi hết cái hoa này. Để vậy thôi. Đó. Đơn giản chỉ vậy thôi. Làm gì cũng thế, không nên quá là tham lam. Nó vừa phải là có mức độ. Tất cả kỹ thuật thì
mình đều chia sẻ miễn phí, không hẹp hòi với ai cả. Các bạn chỉ cần nhắc điện thoại lên và alo giúp mình là mình sẽ tư vấn giúp các bạn. Trường này đẹp quá này, trường này quá đẹp luôn. Để lại hai chi xem sao, cây nó cũng khỏe. Để trồng được một cái cây nho mà được đến cái giai đoạn tỉa hoa như thế này thì cũng khá là lâu đấy. Chùm như thế này mình sẽ để lại chùm như thế này, nửa cân một chùm, bên này nữa nửa cân. Cái chùm này cũng trọng lượng tối đa của nó cũng được khoảng tầm 8 lạng cho đến 1 cân. Đó. Rất là đấy đấy, cũng rất là lâu đấy, cũng phải tỉ mỉ một chút đấy, nhưng mà nó rất là vui các bạn ạ. Làm việc thư thái, nhiều bác tuổi cao rồi cũng thích, rất thích làm vườn, nhiều bác cũng trồng nho và bên mình đang chuyển giao. Công việc này nó cũng rất là nhàn. Các bác về hưu rồi các bác cũng rất thích là vườn tược dạng như thế này, chờ để trồng được một cái vườn nho, vườn cây ăn trái nó sum xuê, phục vụ gia đình con cháu, có khi nâng cao kinh tế gia đình. Này. Cái chùm nho hoa trái tim, các bạn thấy nó sai chưa? À, kinh điển chưa? Hoa trái tim ấy. Này, mẫu đơn nó vẫn còn đang ra hoa tiếp này. Vẫn còn đang ra hoa tiếp này. Bạn thấy không? Đó. Phía này nó mới đang ra hoa tiếp này. Đang ra hoa tiếp. Đó. Chỗ này bắt đầu đang ra hoa. Bạn thấy không? Chùm bé như thế này. Bé như thế này. Bé như thế này. Bé như thế này thôi. Đấy, thấy chưa? Mà nó ra được hai bông này. Đấy. Hai bông. Cây cành bé như thế này. Đủ sức để nó nuôi thôi. Thì hôm nay mình cũng chỉ chia sẻ một cái video ngắn như này. Các bạn xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhá. Đăng ký kênh ủng hộ giúp Quang và chia sẻ video tới mọi người đam mê cái cây nho. Và cũng là những bạn khác còn đam mê trồng cây thì cũng có thể liên hệ với mình thông qua cái video này. Đó. Số điện thoại của mình là 0382 411 689, gặp mình để liên hệ kỹ thuật nhá. Đó. Cây nó đủ khỏe thì nó mới ra được nhiều hoa như thế này, mà mình bỏ đi thì cũng rất là lãng phí. Cây khỏe nó mới ra được hoa, còn nó yếu thì nó sẽ không ra được nổi hoa. Các bạn cũng đừng bỏ. Đấy. Bỏ đi là một sai lầm. Cây nó đủ khỏe thì nó mới ra được hoa, còn nó không khỏe thì nó sẽ không ra hoa. Nhưng mà bỏ đi cũng rất là phí. Đấy, hàng bên này các bạn thấy không, chưa tiện này, hoa cũng rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.